này thành đêm đáng nhớ nhất của hai người. Gần như chắc chắn chàng sẽ tỏ tình, bởi sự nhớ nhung dai dẳng đã khiến cho chàng nhận diện được một nửa còn lại của mình. Và bởi bạn lại sắp đến một nơi phồn hoa đô hội, nên chàng luôn có cảm giác bất an. Đêm nay gần như chắc chắn bạn sẽ nhận được những nụ hôn đầu đời dịu ngọt và ngây ngất. Ha ha ha.